Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Văn Phong, 27 tuổi, trú phường Mang Thái, quận Sơn Trà, về hành vi trộm cắp tài sản tại một nhà hàng chay trên địa bàn. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 6, tại nhà hàng chay Tâm Châu, có địa chỉ nằm trên đường Lê Mạnh Trinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, quản lý và nhân viên về hết, nên hai bảo vệ được giao nhiệm vụ trông coi. Đến sáng ngày 9 tháng 6 khi tỉnh dậy, bảo vệ nhà hàng phát hiện bị mất một điện thoại di động và toàn bộ số tiền hơn 20 triệu đồng ở trong két sắt của nhà hàng, nên báo ngay cho quản lý và cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đã khẩn trương vào cuộc xác minh và truy tìm ra được đối tượng Phạm Văn Phong, chính là thủ phạm gây ra vụ việc nói trên.